comment vào cái live stream đó, chỉ qua lướt qua mà quá lắm thả một vài cái phẫn nộ thôi đó, chứ không được tim nữa. Nhưng mà bữa đó một rất là nhiều lần gọi em đi, em có chuyện muốn nói, gọi lên là cầm một cô gà sẵn. Hello, em mua cô gà Diệu Nhi ăn là gì với Xuyên hỏi 0933 7044 55 chị thương em được cắt nha, để em bán tết cho gia đình em. Đó là cứ như vậy. Và tất cả những live stream của các cả các anh chị nghệ sĩ và không và cái đó thì không phải là phiền nữa, mà bực luôn, bực luôn. Rồi đi quay chung với Diệu Nhi là những cái xí cơm với chung thì live stream hoặc chụp hình thì tắm đầu thì mặc Diệu Nhi, tắm hai là Hải Triều, Diệu Nhi và Bích Khu Gà đó. Không biết nó nhét hồi nào hay lắm, nó có một chị hay lắm, chị đứng nhét nhẹ vô một cái rồi đó, đang chụp hình là để nhẹ vô, chị nó hay lắm, thấy chỗ nào ấy là đó. Có nghĩa là Diệu Nhi là tận dụng hết tất cả các mối quan hệ, tận dụng hết tất cả. Diệu Nguyên nha, điều đặt cho chị hai của Diệu Nhi nữa là bây giờ Diệu Nhi nó đã kiếm tiền, thật sự là kinh tế chính là Diệu Nhi lo không? Diệu Nhi kể khổ cho mọi người thôi, thật sự là kinh tế chính là ba mẹ Diệu Nhi vẫn còn làm hàng ngày, lạp xưởng vẫn phơi hàng ngày, khô gà vẫn để hàng ngày, là kinh tế chính nha. Dạ đi. Và ngoài Hải Triều ra thì còn những anh chị nghệ sĩ nào mà bị Diệu Nhi tấn công về cái chuyện bán khô gà? Ai cũng tấn công, miễn biết là tấn công, và nhất là Diệu Nhi tấn công, thí dụ người ta là một thôi, còn Diệu Nguyên, chị hai của Diệu Nhi mới tấn công người ta là 10. Như là gia đình số 1 hả? Gia đình số 1 thấy trai đẹp là xài vô ảnh khô gà đi và kêu quay clip. Như Phát La đã bị, rồi ai nữa? Thằng gì đâu đóng bà Phát La. Anh Phát La, ừ. Em trai. Em trai của Phát La. Tuấn Kiệt. Đó, thấy trai đẹp là xài vô, em đẹp trai quá khen giúp cho ảnh khô gà. Được, Diệu Nhi chửi hoài là tưởng là cho trai ảnh khô gà không? Không! Một chút xíu là phải có 10 cái clip khác nhau của người đó và post hàng ngày. Xuất sắc chưa? Thì khô gà lên như vậy và 10 triệu một ngày là năm rồi. Còn năm nay thì không biết bao nhiêu, và mùa Tết thì chắc hơn cả trăm triệu một ngày. Dù không thôi mọi người, tất cả là những lời bị đặt. Và thật sự là mọi người không biết đâu, cái sớm Diệu Nhi ngày xưa là cái nhà Diệu Nhi là nằm ở một cái góc. Thì bây giờ là chị nghĩ là Diệu Nhi mua hết cái sớm rồi đó. Mua hết tới sớm rồi, sao nhờ chị mua gà đặc sưởng đó. Ăn ngon không mà Triều làm cái này ngon. Diệu Nhi ăn ngon hơn. Nhưng mà làm sao mà hai bạn vẫn giữ được cái tóc dáng như vậy? Nhờ đâu nên bộ.